thí sinh Phạm Quốc Thịnh, sinh năm 1991, đảng bộ huyện Phụng Hiệp, viên chức trồng trọt và bảo vệ thực vật thị trấn Vũng Tàu, giải nhất hội thi cấp huyện. Số danh 05, thí sinh Tôn Thanh Tùng, sinh năm 1991, đến từ đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, viên chức phòng tổ chức hành chính, thông tin tư liệu, trường chính trị, giải nhất hội thi cấp đảng ủy khối. Số bóng danh 06, thí sinh Lê Thị Hồng Diệp, sinh năm 1985, đảng bộ huyện Diệp Mỹ, giáo viên trường trung học cơ sở Diệp Mỹ, giải nhì hội thi cấp huyện. Số danh 07, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ, sinh năm 1989, đến từ đảng bộ huyện Châu Thành A, giáo viên trường mẫu giáo Tuổi Hồng, xã Nhân Nghĩa A, giải trì hội thi cấp huyện. Số danh 08, thí sinh Lê Hoàng Thân, sinh năm 1995, đảng bộ công an tỉnh Hậu Giang, các bộ đội tham mưu cảnh sát, phòng tham mưu công an tỉnh, thí sinh lưu huyện. Số danh 09, thí sinh Dương Thị Phương Thảo, sinh năm 1992, đến từ đảng bộ huyện Long Mỹ, giáo viên trường mẫu giáo Vĩnh Diễn 1, giải nhì hội thi cấp huyện. Số danh 10, thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Diệp, sinh năm 1992, đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, sở giáo dục và đào tạo, giải nhì hội thi các đảng ủy khối. Số danh 11, thí sinh Nguyễn Ngọc Trong, sinh năm 1990, đến từ đảng bộ huyện Long Mỹ, giáo viên trường trung học cơ sở Vĩnh Phường Đông, giải nhất hội thi các huyện. Số danh 12, thí sinh Phương Quảng Nhân, sinh năm 1984, đảng bộ thị xã Long Mỹ, viên chức đại truyền thanh thị xã, giải nhì hội thi các thị xã. Số danh 13, thí sinh Quỳnh Giang Mộng, sinh năm 1974, đến từ đảng bộ thành phố Ngã Bảy, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, giải nhì hội thi cấp thành phố. Số danh 14, thí sinh Quỳnh Kim Phụng, sinh năm 1984, đảng bộ huyện Châu Thành, giáo viên trường trung học cơ sở huyện Trần Quy, giải nhất hội thi cấp huyện. Số danh 15, thí sinh Phan Anh Khoa, sinh năm 1987, đến từ đảng bộ quân sự tỉnh, trợ lý pháp chế, giải nhì hội thi cấp đảng ủy quân sự. Số danh 16, thí sinh Võ Thị Thủy Diệp, sinh năm 1995, đảng bộ thị xã Tân Mỹ, giáo viên trường mầm non Hoàng Mai, giải nhất hội thi cấp thị xã. Số danh 17, thí sinh Võ Thị Thanh Phương, sinh năm 1987, đến từ đảng bộ thành phố Vị Thanh, giáo viên trường trung học phổ thông Vị Thanh, giải ba hội thi cấp thành phố. Số danh 18, thí sinh Lê Thị Bảo Châu, sinh năm 1991, đảng bộ huyện Vị Thủy, giáo viên trường tiểu học thị trấn Cảng Ba Một, giải nhất hội thi cấp huyện. Số danh 19, thí sinh Nguyễn Ngọc Trinh, sinh năm 1993, đến từ đảng bộ huyện Châu Thành A, cán bộ tuyên giáo, dân vận, đảng ủy thị trấn Bãi Ngàn, giải nhất hội thi các huyện. Số danh 20, thí sinh Đặng Xuân Phẩm, sinh năm 1982, đảng bộ quân sự tỉnh, trợ lý tuyên quân phòng chính trị, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, giải nhất hội thi đảng ủy quân sự. Số danh 21, thí sinh Cao Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1987, đến từ đảng bộ thành phố Ngã Bảy, giáo viên trường trung học cơ sở Hiệp Lợi, giải quyết thích hội thi các thành phố. Số bóng danh 22, thí sinh Phạm Thị Ngọc Như, sinh năm 1990, đảng bộ huyện Châu Thành, giáo viên trường trung học phổ thông Phú Hữu, giải nhì hội thi các huyện. Chúng tôi vừa giới thiệu đôi nét về 22 thí sinh và xin dành một tràng pháo tay để cảm ơn sự có mặt của 22 thí sinh trong buổi khai mạc ngày hôm nay. Thưa các đồng chí, có nhiều yếu tố góp phần thành công cho hội thi, trong đó không thể thiếu vắng thành phần ban giám khảo. Với sự công tâm, khách quan, công bằng, dự báo ban giám khảo hội thi lần này sẽ làm việc hết sức vất vả để lựa chọn, vinh danh những thí sinh tiêu biểu, qua đó chọn được báo cáo viên có thành tích tốt nhất để tham dự hội thi các khu vực. Để ghi nhận sự cống hiến đó, sau đây kính mời ban giám khảo lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Đình Chiến, Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng ban. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn 12, Phó tổng biên tập báo Hậu Giang, thành viên. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hiệp Trung, Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh, thành viên. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đào Văn Liêm, trưởng phòng thông tin tuyên truyền ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành viên. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tặng hoa cho các vị giám khảo.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Kim Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Để các nhiệm kỳ Tỉnh ủy đã tương đương để đến với hội thi hôm nay, xin mời các thí sinh có tên bước lên sân khấu. Xin mời thí sinh Lê Thị Tuyết. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Ngân. Xin mời thí sinh Lê Văn Phương. Xin mời thí sinh Phạm Quốc Ninh. Xin mời thí sinh Tô Thanh Tùng. Xin mời thí sinh Lê Thị Hồng Diệp. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ. Xin mời thí sinh Lê Hoàng Tân. Xin mời thí sinh Dương Thị Phương Thảo. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Tuyền Diệp. Và xin mời thí sinh Nguyễn Ngọc Trâm. Xin được cảm ơn quý lãnh đạo và xin quý lãnh đạo cùng nắm lại sân khấu ạ. Xin mời các thí sinh chúng ta sẽ di
di chuyển xuống bậc tam cấp để chụp ảnh lưu niệm. Và xin được trân trọng kính mời quý lãnh đạo, ban tổ chức và ban giám khảo sẽ lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh. Và xin trân trọng kính mời ạ. Thank you.